Chào các bạn, mình là Hải, chuyên viên tư vấn bán hàng tại đại lý Saigon Ford. Hiện tại mình đang đứng tại showroom 6A Trần Hưng Đạo để giới thiệu cho các bạn mẫu xe Ford Everest với những tính năng được nâng cấp mới. Trước khi đi vào chi tiết của xe Ford Everest thì tôi có một thông tin dành cho các bạn, đó là nhân dịp niệm 20 năm thành lập Saigon Ford, chúng tôi mang đến cho quý khách hàng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn cùng với những quà tặng lên đến hàng trăm triệu đồng cho tất cả các dòng xe, đặc biệt là Ford Everest. Và sau đây các bạn theo tôi để tôi giới thiệu cho các bạn về mẫu xe Ford Everest by Turbo nhé. Ford Everest 2020 được trang bị hệ thống đèn full LED. Bên dưới đây đó là hệ thống LED chạy 3 ngày. Hệ thống đèn này thì giúp cho các bạn vận hành trong những cung đường tối nó sẽ sáng hơn. Ngoài ra mặt ga lăng của xe Ford Everest cũng được mạ rơm, nhìn xe có khí chất sang trọng. Bên cạnh đó, xe được trang bị mâm 20 inch kèm theo 4 thắng đĩa. Điều đặc biệt hơn đối với phiên bản hai cầu này đó là được trang bị cảm biến áp suất lốp. Về phần phía đuôi xe, xe được trang bị 4 cảm biến sau. Ngoài ra xe còn có camera tích hợp ở đây, nó giúp cho quá trình gia xe trở nên an toàn hơn. Đối với cốp xe thì được đóng mở bằng điện và có chức năng chống kẹt. Ngoài ra thì hàng ghế sau cũng được đóng mở bằng thao tác một nút bấm, làm cho các khoang hành lý nó rộng rãi hơn. Hàng ghế sau của Everest ngồi rất là thoải mái, ghế được bọc da rất là êm. Ngoài ra thì phía sau này được trang bị thêm một vùng khí hậu, thì cái này đó thì giúp cho người hành khách phía sau có thể tăng giảm nhiệt độ tùy ý. Ngoài ra xe còn được trang bị một cổng sạc khoảng 230V, giúp cho các bạn thuận tiện làm việc hơn. Về phần phía trong xe, xe được trang bị hệ thống hai ghế chỉnh điện 8 hướng, chất liệu da ngồi rất là mát. Ngoài ra vô lăng được bọc da rất là êm ái. Xe được trang bị hệ thống cảm biến gạt mưa, cảm biến ánh sáng, kèm theo là hệ thống lệnh làn đường. Là xe đã được nâng cấp hệ thống SIN 3 từ SIN 3 thành SIN 3.4, thì nó vận hành mượt mà hơn và hỗ trợ cho người lái nhiều hơn. Với mức giá 1.399.000.000 và chỉ cần trả trước khoảng 300 triệu là bạn có thể sở hữu được con Ford Everest phiên bản by Turbo. Hãy liên hệ với Hải theo số điện thoại bên dưới để được tư vấn chi tiết, hỗ trợ xem xe và đặc biệt hơn là nhận được chương trình ưu đãi cực lớn từ Saigon Ford.